Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, vụ việc ảnh hưởng hàng chục hộ dân khiến một đoạn đường Hùng Vương bị hư hỏng. Rất nhiều ô tô, xe máy của người dân ngập nước nặng phải đi sửa chữa. Theo ghi nhận, một số tuyến đường đã bong tróc lật từng mảng bê tông lớn sau cơn mưa tối mùng 4 tháng 6. Bức tường cao 10m, dài 30m trong khu công nghiệp Nhân Trạch 3 bị sập, nước dồn xuống khu phố ở thị trấn Hiệp Phước. Sống cả ba đời gắn bó với mảnh đất, ông Võ Văn Tình, 60 tuổi, ngụ thị trấn Hiệp Phước nói: "Ở đây gần 50 năm nhưng chưa bao giờ thấy nước chảy xiết và ngập sâu như vậy." Sự việc quá bất ngờ khiến cho mọi người đều không kịp di chuyển đồ đạc lên cao, khiến tài sản bị trôi và hư hỏng nghiêm trọng. Thời gian qua, thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Vĩnh Cửu bắt đầu mưa lớn kèm theo gió to. Sau hơn một giờ mưa nặng hạt, các tuyến đường như Đồng Khởi, Quốc lộ 1, Công viên 30 tháng 4, Nguyễn Ái Quốc chìm trong biển nước. Các xe bị bõm di chuyển, thậm chí một số nơi còn xuất hiện mưa đá khiến người dân không khỏi kinh ngạc. Chiều mùng 4 tháng 6, cơn mưa lớn đổ xuống huyện Nhân Trạch sau chừng 1 giờ. Bức tường cao khoảng 10m, dài 50m, xây bằng bê tông của công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa trong khu công nghiệp Nhân Trạch 3 bị sập, tạo dòng lũ đổ xuống khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước. Dòng nước làm sập căn nhà cấp 4 với nhiều đồ đạc của ông Võ Văn Tình, 60 tuổi. Từ bao đời nay, khu vực có ngập nước chỉ lên chừng đầu gối. Không ai lường trước được trận mưa lớn, nước kéo tới làm hư hỏng tài sản. Người dân trở tay không kịp, ông Tình cho biết. Nhiều đồ đạc bên trong căn nhà lớn, ông Tình bị xô ngã, chìm trong cơn lũ. Hơn 100 con gà, gia đình nuôi, trôi theo dòng lũ. Xe máy, ô tô hư hỏng sau ngập nước. Cạnh nhà ông Tình, gia đình ông Trương Văn Học trong tình cảnh tương tự. Ông cho biết, lúc đầu trời mưa to, nước dâng lên bình thường. Tuy nhiên sau khi bức tường khu công nghiệp bị đổ, dòng nước bất ngờ ập đến. Người dân không kịp thu dọn đồ đạc lên cao, tài sản hư hỏng. Hai xe máy của nhà ông Học hư hỏng do đất cát vùi lấp. Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Phước cùng đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa đến tìm hiểu và đề nghị người dân giữ nguyên hiện trạng để thống kê thiệt hại. Rác còn dính lại trên cửa sổ nhà ông Học. Lúc nước lên, tôi bám được vào cột nhà và vợ con tôi men theo khe vách hai nhà, leo lên được mái tôn, tránh được nguy hiểm cận kề. Ông cho biết, chiếc radio nằm trong đống đổ nát sau cơn lũ ập vào nhà ông Học. Cả gia đình ông phải qua nhà hàng xóm ở nhờ, chờ khắc phục. Ông Nguyễn Văn Nghĩa vừa soi đèn pin dọn dẹp đồ đạc trong căn nhà ngổn ngang sau cơn lũ quét vừa nói. Đang ở trong nhà, tôi nghe tiếng rầm rất lớn, rồi nước ào ào đổ xuống như thác, nhiều đồ đạc bị cuốn trôi. Ô tô của ông Nghĩa bị nước lũ cuốn trôi hơn 100m, va vào một ô tô khác của hàng xóm đậu bên hiên nhà. Theo ước tính, cả khu phố Phước Hiệp có gần 10 con ô tô bị ngập, không kịp di chuyển sang nơi an toàn. Gần 10 chiếc xe đạp nằm chụp gần một con hẻm giáp với đường Hùng Vương. Người dân cho biết cơn lũ cuốn nhiều tài sản người dân xuống suối không kịp giữ lại. Lộc Bình nhà dân trôi theo nước lũ ở hàng rào bên đường Hùng Vương, đi qua thị trấn Hiệp Phước. Bà Hồ Thị Mỹ Liên, chủ đại lý bán vé số bên đường Hùng Vương, dọn dẹp đống vé số cào không kịp thu dọn bị nước lũ làm ướt. Thấy nước tràn vô, hai vợ chồng chỉ kịp kéo thùng vé số nhưng vẫn bị ướt giấy cào, bà Liên cho hay. Đến rạng sáng mùng 5 tháng 6, nhiều xe chuyên dụng chạy đến thị trấn Hiệp Phước để cứu hộ cứu nạn, đưa ô tô ngập nước đi sửa chữa. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Phước, vụ ngập ảnh hưởng hàng chục hộ dân, khiến một đoạn đường Hùng Vương bị hư hỏng. Ngoài thị trấn Hiệp Phước, mưa dông khiến nhiều nơi ở Đồng Nai như thành phố Biên Hòa, Long Thành, Nhân Trạch ngập nặng. Một số khu dân cư bị nước tràn vào làm đồ đạc hư hỏng. Mưa gió còn làm ngập một số khu vực ở Bà Rịa, Vũng Tàu, cây đổ ngã tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, rãnh áp thấp cùng với vùng xoáy giữa Biển Đông hoạt động mạnh gây mưa dông tại nhiều tỉnh thành Nam Bộ, Đồng Nai và Bà Rịa, Vũng Tàu, hứng cơn mưa lớn nhất từ đầu mùa với lượng mưa nước gần 120mm. Dự báo 3 ngày tới, các khu vực trên tiếp tục có mưa to, có thể kèm lốc sét, mưa đá. Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ đang bước vào đợt mưa diện rộng mới.
Từ rạng sáng mùng 5 tháng 6 đến rạng sáng mùng 7 tháng 6, khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to, cục bộ có mưa rất to. Nguyên nhân gây ra đợt mưa này là do rãnh áp thấp Tây Bắc Đông Nam có trục qua Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Đối với một vùng xoáy thấp trên khu vực giữa Biển Đông duy trì, gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình. Ông Lê Đình Quyết, Phó Phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho hay, thời tiết khu vực trời mây thay đổi, ngày nắng, cục bộ nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông xảy ra rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, diện mưa có xu hướng gia tăng một chút so với 24 giờ qua, nhiệt độ ngày giảm nhẹ so với ngày hôm trước. Từ 48 đến 72 giờ tới, rãnh áp thấp Tây Bắc Đông Nam có trục di chuyển qua khu vực Trung Bộ tiếp tục hoạt động tốt. Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Thời tiết Nam Bộ nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, đêm có mưa dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khả năng đợt mưa lớn diện rộng tại Nam Bộ kéo dài đến hết ngày 10 tháng 6. Đặc biệt, đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhất là khả năng mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở các vùng trũng thấp, khu vực ven sông, ven kênh rạch có thể gây ra các trận lũ bất ngờ như trận lũ lớn xảy ra tại Đồng Nai vào chiều tối ngày 4 tháng 6 tới đây. Trong khi đó, tại Bà Rịa Vũng Tàu, trận mưa lớn kéo dài hơn 3 giờ bắt đầu từ khoảng 16 giờ 50 và đến hơn 20 giờ vẫn chưa ngừng hẳn, khiến nhiều khu vực tại Bà Rịa Vũng Tàu bị ngập nước, làm cho người dân và các phương tiện khó khăn khi lưu thông sinh hoạt. Theo Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam, Busatco, đơn vị thoát nước tại địa phương, trận mưa lớn làm xuất hiện nhiều điểm ngập ở thị xã Phú Mỹ, thành phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu. Trong đó, khu vực có nhiều điểm ngập nặng nhất là trên tuyến quốc lộ 51, đoạn qua Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ, ngã ba Mỹ Xuân B1, với các điểm ngập sâu khoảng 40cm. Còn tại thành phố Vũng Tàu, cũng có một số điểm ngập cục bộ như đường 2 tháng 9 khúc gần Bào Trũng, đường 30 tháng 4 đoạn giao với Nguyễn Hữu Cảnh, đường Ngô Quyền đoạn giao với Lưu Chí Hiếu. Những đoạn này ngập sâu từ 25 đến 30 cm. Một số điểm trên địa bàn thành phố Bà Rịa cũng bị ngập sâu trong nước. Theo Busatco, nguyên nhân ngập nặng trên quốc lộ 51 vì cơn mưa quá to cùng với tuyến đường này đang thi công và chưa có hệ thống thoát nước hoàn thiện. Đồng thời, tuyến đường này cũng không thuộc quản lý của Busatco. Còn những điểm ngập khác tại thành phố Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa do là nơi vùng trũng nên khi mưa to, lượng nước dồn về dẫn đến thoát không kịp. Trước tình hình đó, Busatco đã huy động hơn 240 công nhân cùng nhiều phương tiện ứng trực để hỗ trợ công tác thoát nước tại các điểm ngập, kể cả trên quốc lộ 51. Các công nhân cùng phương tiện sẽ khơi thông dòng chảy, miệng cống bị tắc nghẽn để nước mưa thoát nhanh, khắc phục nhanh nhất tình trạng ngập úng trên địa bàn. Thời gian qua, để giảm ngập khi có mưa, đơn vị chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều công trình duy tu, sửa chữa hệ thống cống, kênh rạch, cửa xã và vận hành trạm bơm cố định để tăng cường khả năng thoát nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điểm ngập lụt chưa được xử lý triệt để. Trưa 21 tháng 5, sau cơn mưa xối xả kéo dài, nhiều tuyến đường ở thành phố Hồ Chí Minh ngập nặng, lênh láng nước. Người dân than trời, di chuyển chật vật qua đoạn ngập, trong đó có nhiều xe chết máy do ngập nước. Lúc 12 giờ trưa nay, mưa lớn xuất hiện ở nhiều quận thành phố Hồ Chí Minh như Bình Tân, Gò Vấp, quận 5, quận 8, quận 10 và thành phố Thủ Đức. Mưa trắng trời đổ xuống bất ngờ khiến cho việc di chuyển của người dân trên đường trở nên bất tiện, đặc biệt là khi đi qua những đoạn ngập cao. Tuy nhiên, cơn mưa cũng khiến thời tiết trở nên mát mẻ dễ chịu hơn sau những ngày nắng nóng gay gắt đến quát người. Đầu giờ trưa ngày 21 tháng 5, trời bắt đầu chuyển mưa, sau đó mưa xối xả ở nhiều quận huyện thành phố Hồ Chí Minh khiến việc di chuyển của người dân trở nên khó khăn. Nhiều khu vực tại thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Ghi nhận tại quận Gò Vấp, một số tuyến đường bị ngập sâu, nhiều người dân bị bõm dắt xe chết máy qua dòng nước ngập cả bánh xe. Mưa trên diện rộng kéo dài khiến nhiều tuyến đường ở quận Gò Vấp như Lê Văn Thọ, Phạm Văn Chiêu, Nguyễn Văn Khối ngập nặng, khiến xe cộ đi lại khó khăn vào buổi trưa ngày cuối tuần. Vật vã dắt xe chết máy qua đoạn ngập trên đường Hồ Ngọc Lãm, ông Thơ, 67 tuổi cho biết, hôm nay trời đổ mưa bất ngờ khiến xe ông vừa gặp đường ngập đã không thể chạy được. Lâu quá không đi nước nên nó vậy. Đang đi mà rớt mất cái ba lô, giờ mênh mông nước không biết kiếm ở đâu đây. Ông nói rồi vội tìm lại cái ba lô của mình. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị và các bạn dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại.